Thưa quý vị và các bạn, sau khi cả phương tiện thông tin đại chúng công bố thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, từ chiều tối hôm qua cho đến hôm nay 20 tháng 7, người dân ở trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế vẫn không ngừng bày tỏ tình cảm, sự trân quý, tiếc thương đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người cộng sản kiên trung, người lãnh đạo hết lòng vì dân, vì nước. Một nén hương thơm chốn nhân gian, tiễn biệt người về cõi vĩnh hằng, người đi để lại bao thương nhớ, những giọt sầu rơi chứa chan. Một trái tim nhỏ quá phi thường, kiên cường bất khuất chẳng hề run, người đốt lò lớn thiêu tham nhũng, để lại cho đời muôn tiếng thơ. Bài thơ viết vội của ông Cao Viết Quý ở tổ dân phố 2 Mỹ Cương, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, khi vừa hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời. Đối với ông Quý, một cán bộ quân đội nghỉ hưu, thì Tổng Bí thư là người chiến sĩ cộng sản, nhà lãnh đạo xuất sắc, trí tuệ, bản lĩnh, một nhân cách lớn và nghĩa tình. Xuất phát từ một cái lòng kính trọng và ngưỡng mộ đối với cái tài năng và đức độ của đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Ngày hôm qua nghe tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng mất thì đúng là một cái sự hụt hẫng rất lớn trong lòng mỗi người dân và cán bộ và bạn bè anh em chúng tôi ở đây. Một trái tim lớn vừa ngừng đập, người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa, triều trái tim Việt Nam đau lòng. Cảm ơn vì những điều Tổng Bí thư đã làm cho đất nước. Kính tiễn bác, một nhà lãnh đạo tài ba của đất nước Việt Nam. Nhớ mãi bóng hình Tổng Bí thư. Những lời tiễn biệt, những lời ca ngợi và cả những bức ảnh dung dị, đời thường, gần gũi của Tổng Bí thư đã được nhiều người dân đăng tải. Đó như là cách để họ bày tỏ sự tiếc thương với một nhà lãnh đạo giản dị, gần gũi, sâu sắc của dân tộc Việt Nam. Đi kèm với đó, nhiều người sử dụng mạng xã hội đã thể hiện sự tiếc thương bằng việc thay đổi hình đại diện, đưa về màu đen, hình cờ rủ hay là biểu tượng bông hoa sen. Đặc biệt, nhiều người cũng đã đăng tải lại câu nói mà Tổng Bí thư tâm đắc khi ông phát biểu trước các cán bộ, đảng viên. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, để không phải xót xa ân hận về những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ. Tiền bạc lắm để làm gì, chết có mang theo được đâu, danh dự mới là điều thiêng liêng nhất. Không có một cái ngôn từ nào có thể nói hết được cái tình cảm lúc này. Khi tôi xây hình ảnh avatar trên trang cá nhân của mình, cũng là một cái cách để thể hiện cái tình cảm của bản thân với hai cái câu status đó là cả cuộc đời vì nước, vì dân, giây phút cuối vẫn nặng lòng chưa nghỉ, như là một nén tâm hương để gửi đến đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và cũng là cái tình cảm của riêng cá nhân tôi gửi đến đồng chí Tổng Bí thư như là một cái người thân ở trong gia đình. Xuất phát từ cái tình yêu thương, lòng kính trọng đối với đồng chí Tổng Bí thư thì tôi cũng đã thay đổi cái hình đại diện của mình và cũng đã có những cái bài thơ thể hiện cái lòng kính trọng đối với đồng chí Tổng Bí thư. Với 80 năm tuổi đời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, là nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì hạnh phúc của nhân dân. Bản thân tôi nói riêng và tất cả người dân tuổi gian Mỹ Cương rất đau xót và quá thương tiếc. Bởi vì một đồng chí Tổng Bí thư là một con người mẫu mực, liêm khiết và có thể nói là để chống tiêu cực. Nhân dân thấy mất mát, một sự mất mát lớn lao quá. Chúng tôi cũng mong muốn dân tộc ta tiếp tục phải đoàn kết để nào đưa cái công cuộc xây dựng đất nước ngày càng là vững mạnh. Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Xin mượn một đoạn trích trong tác phẩm nổi tiếng Thép đã tôi thế đấy của nhà văn Liên Xô Nikolai Alexeyevich Otrovsky như là nén tâm hương mà người dân Quảng Bình gửi đến cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
một nhân cách lớn, một tấm gương về đạo đức cách mạng, là sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư như Bác Hồ đã dạy. Mỗi lời nói, mỗi hành động đều gắn liền với thực tiễn, với những quyết định, mục tiêu chiến lược chung của Đảng, là sự khiêm tốn, dung dị, hết lòng vì nhân dân. Xin vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.